Okay, xin chào các chị em. Hôm nay tận dụng lúc mọi người đang ở trong sự kiện thì mình chui vào đây và lén lén để làm một cái video phục vụ để trả lời một câu hỏi mà gọi là muôn thuở, đó là thế nào là kinh doanh cùng với Nu Skin. Thì thứ nhất là các chị cũng biết là anh đã kinh doanh cùng với Nu Skin 7 năm nay và trước đây thì làm kinh doanh trong ngành nhà hàng. Vậy thì kinh doanh với Nu Skin là như thế nào? Có một số người liên lạc với em nói chứ là kinh doanh với Nu Skin là bán hàng đúng không? Tôi thấy có một số người gặp tôi vừa cứ giới thiệu hàng là bán hàng rau và vân vân. Thì ngày hôm nay anh muốn giải tỏa cái câu hỏi đó và trả lời một cách hy vọng là chi tiết đủ để các anh chị biết kinh doanh với Nu Skin là kinh doanh như thế nào, ok? Và tại sao một người giống như anh đã từng chủ một hệ thống nhà hàng mà lại đi kinh doanh cùng Nu Skin? Tại sao có những người kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, chủ nail supply, chủ doanh nhân hoặc là những người bình thường họ đang kinh doanh cùng với Nu Skin? Mà Nu Skin có phải bán hàng hay không? Dĩ nhiên là trong một cái kinh doanh nào cũng vậy, hàng hóa cần phải được phân phối thì chúng ta mới có tiền đúng không? Chắc chắn đó là cái chuyện bình thường, tức là hàng hóa cần phải được phân phối thì chúng ta có tiền. Nhưng mà phân phối như thế nào? Đó mới là câu hỏi lớn. Và nếu mà chúng ta hiểu được câu trả lời thì chúng ta mới biết được là kinh doanh cùng Nu Skin lớn chừng nào và tại sao có rất là nhiều người họ kinh doanh cùng với Nu Skin. Tại vì nếu mà bán lẻ thì chúng ta có thể kiếm tiền lẻ, nhưng mà anh vào đây đâu phải để bán lẻ. Nên là video này nếu các chị em nào muốn gửi cho những người nào đang đặt câu hỏi là kinh doanh cùng với Nu Skin và kinh doanh Nu Skin là như thế nào thì đây là như vậy. Hiện tại bây giờ An đang có mặt ở trong một cái cửa hàng trưng bày những cái sản phẩm của Nu Skin, và điều đặc biệt là đây là cửa hàng duy nhất ở trên nước Mỹ, 50 tiểu bang nước Mỹ thì đây là cái cửa hàng duy nhất trưng bày sản phẩm Nu Skin, mà đây là nơi duy nhất nếu các chị muốn bước vào cửa hàng để mua thì đây là nơi duy nhất. Nhưng mà may lắm là cái hình thức kinh doanh cùng với Nu Skin và mua bán với Nu Skin thì chúng ta không cần phải bước vào cửa hàng, ok, và chúng ta có thể mua hàng online. Và đa số những người đang mua hàng của Nu Skin bây giờ họ đang mua qua mạng chứ không phải là mua qua trực tiếp. Nhưng mà bây giờ để giới thiệu cho các chị một chút nha. Ở đây là cái cửa hàng của Nu Skin, nghĩa là mình bước xuống đây có những trái cầu thang bây giờ nó rất là nguy. Ok, đây anh cho các chị thấy cảnh nhá. Đây là nơi mà trưng bày những cái sản phẩm của Nu Skin. Đây là những cái tinh dầu thiên nhiên không có pha chế của công ty Nu Skin, ok. Đây, đây có cái máy rất là thơm. Đây là hình như là tinh dầu bạc hà thì phải, rất là thơm, ok, vôi vào mũi không cắn. Nhưng mà cái gì thấy nhá, thì tại em muốn giới thiệu cho các chị những cái này trước rồi em mới giới thiệu cho các chị cái hình thức kinh doanh với Nu Skin. Đây là những cái sản phẩm về giảm cân ha, rồi những cái sản phẩm mà về giảm mỡ cơ bắp. Cái đèn hình như hơi sáng đúng không? Đây chiếu hướng này chút. Có rất là nhiều sản phẩm về làm đẹp, ok. Có những cái sản phẩm về kem dưỡng da, rồi xà bóng tắm, ok, xà bóng tắm ở đấy, rồi thực phẩm chức năng. Cái loại này anh thích này nè, cái này chị con thấy đúng, cái này là một cái loại bột pha vào, nó có caffeine, uống vô tỉnh ngủ, ok. Rồi có rất là nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng LifePak Nano nằm trong cái cẩm năng y khoa của Mỹ. Rồi mặt nạ bùn, xà bông gội đầu thiên nhiên, kem chống nắng. Mình đi một vòng nữa nha. Rồi trong này thì nó rất là sáng, không biết là chúng ta có thể coi được không. Ở đây là 2 người mẫu được công ty mướn về và đang lén lút gì đây? Thì ra là đang mua hàng, đang mua sản phẩm. Trong này thì có rất là nhiều sản phẩm về dược thảo, ok, dược thảo. Đây là một sản phẩm em thích, tập thể dục, uống cái này vào không có mỏi cơ bắp. Sản phẩm về mắt, sản phẩm về giảm cân trong này, có rất là nhiều sản phẩm, ok. Ngay cả gel bôi tóc, kem đánh răng. Một số một anh chị em đang nói là đợt vừa rồi trên mạng là dậy sóng về kem đánh răng thì đây, xà bông gội đầu, okay, bột tóc. Rồi bên này thì có cái gian hàng. Lại gặp 2 diễn viên này nữa. Mua kem đánh răng. Có lipstick, mỹ phẩm, rồi trang điểm. Rồi bên này đó thì mình thấy là có công nghệ về ageLOC Kami đây ha. Ok, nghĩa là có rất nhiều sản phẩm. Anh đang tìm cái máy đo sức khỏe nhưng mà không thấy ở đây. Ok, bây giờ đó anh đã cho các chị thấy là ở đây có hơn 300 sản phẩm về đủ thứ sức khỏe, sắc đẹp, giảm cân, mỹ phẩm, lipsticks, rồi đủ thứ. Và đây là điều đặc biệt này, và đây là cái điều mà đặc biệt. Ví dụ bây giờ các anh chị nhìn thấy đây là cái cửa hàng này. Nếu các anh chị là chủ nhân cái cửa hàng này, tức là nếu các anh chị muốn làm chủ nhân một cái cửa hàng như vậy thì Thì theo các anh chị, chúng ta cần bao nhiêu vốn liếng? Okay. Tức là nếu bây giờ các anh chị muốn kinh doanh bán những mặt hàng liên quan về sức khỏe, sắc đẹp, giảm cân, xà bóng tắm, mỹ phẩm vân vân, thì một cái cửa hàng như vậy các anh chị phải đầu tư bao nhiêu tiền? Cái cửa hàng mà đẹp như vậy đó các anh chị, anh nghĩ là không có dưới 300.000 đô la, rất là đẹp. Các anh chị thấy không? Những cách trưng bày, những cái đèn rất là đẹp, và đây là cửa hàng anh nghĩ là không dưới 300.000 đô la. Và đây là điều đặc biệt, khi mà anh có mã số cùng với Nu Skin, tức là mã số thì hoàn toàn miễn phí. Khi mà anh có mã số với Nu Skin thì anh có thể bán tất cả những mặt hàng trong cái cửa hàng này. Và đây là các chị thấy này, đằng sau lưng của anh đây có những nhân viên. Đây là những nhân viên mà anh không cần trả lương và họ sẽ giúp anh chăm sóc khách hàng và bán những mặt hàng đó dùm anh. Tức là sổ sách tính toán, nếu có người mua hàng thì họ sẽ trả tiền. Nếu mà họ bước tới cái văn phòng ở đây thì họ có thể trả tiền ở đây. Nhưng mà những người nhân viên và những cái cửa hàng trưng bày này và tất cả những cái gì đó là anh chưa cho các chị thấy cái nhà kho có lưu trữ khoảng 200 triệu tiền hàng. Tức là đây là những cái mặt hàng, nhưng mà cái nhà kho chứa những mặt hàng này trị giá 200 triệu đô la. Thì tất cả những mặt hàng trong cửa hàng đó và nhà kho đó anh có quyền phân phối ở khắp thế giới mà không cần phải trả tiền cho cái nhà kho đó, không cần phải trả tiền cho những nhân viên ở đây, và anh không cần phải trả tiền mặt bằng này mà anh có quyền phân phối. Nghĩa là nghe cái gì đó thấy bắt đầu nó hơi kỳ rồi đúng không? Nghe nó ủa tại sao kinh doanh mà mình có thể bán những cái cửa hàng, bán những cái sản phẩm trong cửa hàng này mà mình lại không cần phải trả tiền mặt bằng, không phải trả tiền nhân viên. Tại vì hình thức kinh doanh của Nu Skin hoàn toàn khác biệt. Thay vì họ bán qua những cái cửa hàng bán lẻ, ví dụ như Walmart, Walgreens hay bất cứ nơi nào khác, thì họ chọn lựa cái phương pháp gọi là bán hàng trực tiếp. Tức là thay vì trả tiền quảng cáo này, thay vì trả tiền vận chuyển này, trả tiền kho bãi, trả tiền những cái nhân viên bán hàng ở những cái cửa hàng khắp nơi đó, thì họ sẽ chọn lựa phương pháp bán hàng qua mạng. Thành ra là họ không cần phải mướn những nhân viên bán hàng và họ không cần phải quảng cáo. Tụi anh là những người đi giới thiệu những cái sản phẩm đó cho họ. Vậy thì thay vì họ trích những cái phần trăm đó để trả tiền quảng cáo, vận chuyển, mặt bằng, kho bãi vân vân, thì họ lấy cái phần trăm đó họ trả tiền cho những người giống như tụi anh để tụi anh có thể giới thiệu những mặt hàng này ra cho thế giới. Và nếu tụi anh giới thiệu cho càng nhiều mặt hàng, càng nhiều người, thì công ty sẽ trích phần trăm và trả cho mình càng nhiều. Điều đặc biệt là nếu bản thân anh có một cái mã số anh mở 7 năm trước đây, và với cái mã số đó thì anh có thể lấy mặt hàng ở đây, anh trả tiền ở đây, hoặc là anh lên mạng online, anh vào cái trang web của Nu Skin để anh mua hàng và người ta sẽ gửi về nhà cho anh. Ok. Và tất cả mọi người, nếu mà các anh chị có cái mã số, các anh chị có thể lấy mã số hoàn toàn miễn phí ở người bạn của mình. Và khi có mã số thì các anh chị cũng có quyền mua những mặt hàng đó đồng giá với anh. Cái điều đặc biệt nhé, tức là giá của anh mua và giá của các anh chị mua sẽ đồng giống nhau. Nhưng mà anh nói rồi, cái giá tiền đó khi người ta lấy vào thì thay vì người ta trả tiền phân phối, mặt bằng vân vân, thì người ta trích 1% của những cái số tiền mình trả đó để người ta trả tiền huê hồng. Và đây là một hình thức kinh doanh và dịch đúng nghĩa đó là kinh doanh bán hàng trực tiếp, trả thưởng đa cấp. Tức là sao? Là khi mà mọi người mua hàng thì mọi người có thể mua hàng trực tiếp từ công ty Nu Skin, không cần phải mua qua anh, qua cái lời giới thiệu của anh thôi. Nhưng mà sau khi giới thiệu các anh chị có mã số thì các anh chị có quyền mua hàng trực tiếp từ công ty. Và trả thưởng đa cấp là sao? Thì trả thưởng đa cấp thì anh thấy là chỗ nào cũng trả thưởng đa cấp cả. Ví dụ các anh chị vào một cái cửa hàng như là lớn như là Walmart, các anh chị mua hàng ở đó. Nhưng mà Walmart các anh chị cũng biết rồi, Walmart chỉ là một cửa hàng bán lại thôi, họ đâu có sản xuất sản phẩm. Thì những cái sản phẩm họ phải mua từ đâu đó, rồi những người đó nhiều khi họ phải mua từ đâu đó nữa. Thành ra là cái việc mà có nhiều cái tầng để mà hưởng lợi nó rất là bình thường trong một cái mô hình kinh doanh. Thì trong cái mô hình kinh doanh này thì thay vì anh có một cái cửa hàng phân phối đại lý cấp 1 rồi cấp 2, cấp 3, thì tất cả những cái đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó họ đều có cái tiền lời cả. Thì đó một hình thức cũng là gọi là trả thưởng đa cấp. Thì cái này nó cũng vậy các anh chị. Đây là một hình thức kinh doanh bán hàng trực tiếp, tức là công ty sẽ bán trực tiếp cho các anh chị và các anh chị có quyền mua hàng trực tiếp từ công ty Nu Skin. Và trả thưởng đa cấp tức là họ sẽ trả thưởng cho những anh chị em nào giới thiệu trong cái hệ thống của mình. Và họ trích ra mỗi năm là 43% cái số tiền thu nhập để trả tiền huê hồng. Và vì công ty Nu Skin là một công ty có cổ phần chứng khoán, thành ra là làm việc minh bạch rõ ràng, không có lừa dối, không có vân vân. Chúng ta có thể thấy được là họ thu vào bao nhiêu và họ trả bao nhiêu. Và đây là một trong những công ty rất là ít ỏi có khả năng làm chuyện đó, tức là công khai những cái tài liệu và con số của mình để cho cả thế giới được biết. Nên là chúng ta làm việc rất là minh bạch. Đó là câu hỏi lớn. Vẫn thứ nhất là các anh chị đã hiểu là kinh doanh với Nu Skin là như thế nào chứ ạ? Kinh doanh với Nu Skin là thứ nhất là chúng ta mở một cái mã số để chúng ta mua những cái mặt hàng của công ty Nu Skin để trải nghiệm. Ví dụ trước đây anh cũng mua những cái gel của American Crew, một cái hũ gel bôi tóc của anh trước đây anh mua là 35 đô, nhỏ như vậy các anh chị này. Bây giờ anh cũng mua cái gel bôi tóc của công ty Nu Skin 17 đô, đúng không? Thành ra là hồi xưa giờ chúng ta mua những cái mặt hàng, hồi xưa anh mua những cái gel ở ngoài của American Crew đó, anh trả 35 đô khi anh giới thiệu cho người khác. American Crew hoàn toàn không có trả tiền hoa hồng cho anh. Thì bây giờ thay vì anh sử dụng cái mặt sản phẩm đó, anh sử dụng cái sản phẩm của Nu Skin và anh có thể giới thiệu cho người khác. Thì khi người ta khác mua, người ta có cái quyền lợi là sử dụng những cái sản phẩm giống như mình đang sử dụng. Nhưng mà đồng thời khi mà mình giới thiệu cho người khác và khi người khác mua thì công ty sẽ trích ra phần trăm để họ trả thưởng cho mình. Thành ra là có hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất, nếu là các anh chị là những khách hàng thôi thì tụi anh sẽ mua cái mặt hàng này, tức là tụi anh là những người có mã số và tụi anh sẽ mua hàng với giá sỉ. Và nếu các anh chị không có mã số, tụi anh sẽ bán lại cho các anh chị cái mặt hàng đó với giá lẻ và tụi anh sẽ có quyền kiếm lời trên cái sự khác biệt. Còn nếu các anh chị có cái mã số là khách hàng đặc biệt hoặc là mã số nhà phân phối thì mình có quyền mua hàng trực tiếp từ công ty Nu Skin. Ok. Vậy thì khi mà chúng ta kinh doanh đó, thì nó có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là dĩ nhiên có 4 giai đoạn. Giai đoạn zero đi là chúng ta chỉ có mua sản phẩm để trải nghiệm sản phẩm cho chính mình. Ok, tức là mình chỉ có xài sản phẩm thôi. Và anh có rất là nhiều người bạn bè và khách hàng họ chỉ làm chuyện đó, tức là họ không có kinh doanh, họ chỉ mua. Đằng sau lưng có hai đứa bé dễ thương không? Họ chỉ có mua hàng và xài hàng thôi. Okay. Có những người trước đây bị cơ thể rất là phì nhiêu, sau khi xài sản phẩm Nu Skin thì giảm cân, và đối với họ như vậy là đủ. Thế là đó là giai đoạn gọi là zero, tức là trải nghiệm sản phẩm cho chính bản thân mình. Còn cái giai đoạn thứ nhất đó là chúng ta chọn lựa kinh doanh, thì chúng ta có thể giới thiệu những cái sản phẩm đó hoặc là bán lẻ những cái sản phẩm đó để kiếm lời trên cái sự khác biệt. Cái giai đoạn thứ hai là chúng ta có thể giới thiệu những người khác họ muốn kinh doanh giống như chúng ta, tức là họ cũng có thể mua với giá sỉ và bán với giá lẻ. Thì khi mà chúng ta có thể giới thiệu cho người khác để họ mua sản phẩm thì hồi nãy anh có giải thích á, thì công ty sẽ trích phần trăm và họ trả tiền hoa hồng cho mình. Và nếu mà chúng ta muốn kiếm cái giai đoạn thứ ba đó, là chúng ta giới thiệu và hướng dẫn cho những người đó để họ có thể giới thiệu những người khác. Thì bây giờ chúng ta đang xây dựng đội nhóm và qua cái hình thức đó chúng ta có thể kiếm tiền ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn, và thậm chí có những người anh biết kiếm hàng trăm ngàn đô la mỗi tháng. Nghĩa là anh không có nói rằng là đây là cái hình thức kinh doanh dễ, nhưng mà anh nói rằng đó là những cái giai đoạn và kinh doanh với Nu Skin là như thế đó các chị. Nghĩa là đây là một cái hình thức kinh doanh đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và tư duy đúng. Nghĩa là không phải là người nào nhảy vô đây cũng có thể kiếm tiền, cũng giống như là không phải ai mở tiệm nail cũng có tiền, không phải ai mở nhà hàng cũng có tiền, không phải ai có bằng địa ốc cũng kiếm ra tiền, đúng không? Đó là chuyện bình thường. Vậy thì ngày hôm nay thì anh chỉ muốn các chị hiểu được là kinh doanh với Nu Skin là như thế nào. Kinh doanh với Nu Skin đó là sử dụng sản phẩm và chia sẻ sản phẩm và xây dựng đội nhóm, nó chỉ vậy thôi. Nghĩa là nếu chúng ta là một khách hàng thì chúng ta chỉ có trải nghiệm sản phẩm. Nếu chúng ta là một người kinh doanh thì chúng ta giới thiệu sản phẩm cho những người khác và xây dựng đội nhóm. Và qua cái việc làm đó thì chúng ta có thể kiếm thêm thu nhập dựa theo cái doanh số của mình tiêu thụ được. Tụi anh không kiếm được tiền khi mà chúng ta có người tham gia. Thành ra là một số người nghĩ rằng là tụi anh ra ngoài cứ kiếm người vào. Không, kiếm người vào công ty không có trả tiền cho tụi anh các chị. Thậm chí giả sử các chị mua hàng mà các chị không thích, các chị trả lại thì công ty sẽ lấy lại cái số tiền hoa hồng tụi anh kiếm được. Nghĩa là các chị đừng có nghĩ lầm rằng là những người kinh doanh với Nu Skin là những người ra ngoài cái gặp ai cũng tuyển một. Không phải các chị. Tại vì tụi anh chỉ được trả tiền khi mà những người đó họ mua sản phẩm, và đặc biệt là họ không có trả hàng. Còn bây giờ nếu các chị mua sản phẩm xài không có kết quả đấy, các chị trả hàng lại thì tụi anh cũng chẳng được gì cả các chị. Nghĩa là có thể là có những cái công ty ngoài kia họ chỉ có ra ngoài họ gặp ai họ cũng tuyển mộ và họ được trả tiền dựa trên cái số người họ tuyển mộ. Tụi anh thì chỉ được trả tiền dựa theo cái doanh số hàng được bán thôi các chị. Nghĩa là các chị nhớ nha, ví dụ như là những cái sản phẩm mà anh nói về giảm cân đây, những cái sản phẩm giảm cân này, nếu các chị mua những cái bộ sản phẩm này mà các chị xài 3 tháng nha, các chị xài 3 tháng hai kid say hello. Nếu mà chúng ta xài 3 tháng những cái sản phẩm này mà không có kết quả, các chị có quyền trả lại và công ty sẽ hoàn tiền lại 100% số tiền đó. Và khi các chị hoàn tiền 100%, các chị chẳng có gì để mất mát. Còn nếu mà An là người giới thiệu cho các chị bộ sản phẩm này mà không có kết quả và các chị trả tiền lại thì công ty sẽ lấy lại cái tiền hoa hồng của An. Anh có là các chị thấy không? Tụi anh đâu có thể nào ra ngoài để mà gọi là lừa gạt người khác được. Tại vì cái số tiền các chị có quyền trả lại và An sẽ mất cái tiền hoa hồng đó. Thành ra là trong cái kinh doanh của tụi An, ok, tụi An phải làm việc bằng hai chữ đó là tâm và tín. Tức là chúng ta không phải ra ngoài để tuyển mộ người để kiếm lời các chị. Tại vì khi những người đó họ không có làm, họ không có mua, họ trả hàng lại thì mình chẳng được gì cả. Nên là ngày hôm nay đó thì cũng nhân cái dịp anh đang có mặt ở công ty thì một lần nữa anh muốn giải thích rõ ràng là kinh doanh với Nu Skin là như thế nào, và thêm một vài ba thông tin để các chị có thể nắm bắt được cái hình thức kinh doanh của Nu Skin và những người đang làm việc giống như tụi anh, tức là dựa trên tâm và tín. Vì sao? Là vì nếu mà tụi anh không có dựa vào tâm và tín đó, thì các chị có tham gia rồi thì các chị cũng ngưng, hoặc là các chị có mua hàng rồi các chị cũng trả thì cũng chẳng có gì cả, các chị không? Hoặc là các chị mua hàng tháng này tháng sau các chị không mua thì tụi anh cũng đâu có được gì đâu các chị, đúng không? Hay là tụi anh phải là ngồi không để kiếm tiền, tụi anh làm việc, tụi anh giới thiệu và tụi anh chăm sóc những người khách hàng của mình một cách rất là tuyệt đối. Để thứ nhất, đối với những người xài sản phẩm thì tụi anh cũng muốn giúp cho họ để họ xài sản phẩm có kết quả. Đối với những người kinh doanh thì tụi anh cũng tận hết sức để mà hướng dẫn cho những người đó để họ có thể biết cách kinh doanh, biết cách nói chuyện, biết cách chia sẻ, biết cách xây dựng đội nhóm để họ có thể thành công. Thành ra là đó là những cái nỗ lực mà mỗi ngày của tụi anh đang làm. Thì tụi anh không phải là một cái tổ chức để mà làm việc rồi kêu kéo người này, lôi kéo người này, người nọ các chị nhá. Tụi anh hoàn toàn không có lôi kéo. Nếu các anh chị có cái nhu cầu để sử dụng sản phẩm, các anh chị hãy trải nghiệm sản phẩm. Còn nếu các anh chị không có nhu cầu thì thôi. Nếu các anh chị có cái nhu cầu để kiếm thêm thu nhập, các anh chị hãy tìm hiểu cái mô hình kinh doanh để tham gia. Còn nếu các anh chị không có nhu cầu để mà kiếm thêm thu nhập thì các anh chị cũng không cần phải làm tìm hiểu các anh chị. Nói một cách nghiêm túc đó, thì tụi anh tìm những người khách hàng nghiêm túc. Tức là nếu có người nào họ muốn giảm cân thì người đó cần phải có cái sự cam kết là hey, tôi muốn chăm sóc sức khỏe của mình và tôi muốn giảm cân. Và bạn có sản phẩm như tôi hay không thì tụi anh có thể giới thiệu những cái sản phẩm đó cho các anh chị. Bằng không thì các anh chị đừng cần các anh chị. Ok. Còn những người nào có nhu cầu kinh doanh thì tụi anh có thể giới thiệu kinh doanh cho các anh chị để các anh chị có thể làm. Nên là hy vọng rằng là video này giải thích đủ cho các anh chị hiểu được kinh doanh với Nu Skin là như thế nào, và tụi anh là những người như thế nào và làm việc như thế nào. Và đây phải nói rằng đây là một cái mô hình kinh doanh tuyệt vời nhất, tại vì anh không cần phải bỏ ra vốn liếng để anh mở những cửa hàng, anh không có phải bỏ ra vốn liếng để mà xây dựng cái nhà kho, anh không cần phải bỏ ra vốn liếng để mướn nhân viên, và anh không cần phải chịu những sự rủi ro nếu mà mình không có thành. Nên là khác với những cái hình thức kinh doanh khác, đúng không? Nếu kinh doanh khác mà mình làm mà thất bại đó thì mình mất nhiều hơn số tiền mình bỏ ra, đúng không? Mình mất tiền, mình mất công, mình mất sức đủ thứ. Còn cái này ít ra đó thì công ty sẽ chịu những cái sự rủi ro đó cho mình để mình có thể tập trung và kinh doanh. Và cái gì thấy này, đây là anh đã bước ra khỏi cái cửa hàng trưng bày, anh bước vào cái ngay ở giữa cái đại sảnh của công ty Nu Skin. Nó đâu có nhỏ đâu các chị, đúng không? Đây là một công ty rất là tầm cỡ, có doanh số trên 2 tỷ đô la mỗi năm, thành ra là không có nhỏ tí nào cả, đúng không? So, hy vọng rằng là video này đã giúp giải thích cho các anh chị rõ hơn về hình thức kinh doanh cùng với Nu Skin, và hy vọng rằng các chị có cái cách nhìn đúng đắn hơn và có cái tầm nhìn đúng để tìm hiểu. Thứ nhất có thể là tìm hiểu về sản phẩm của Nu Skin, và thứ hai có thể tìm hiểu về hình thức kinh doanh cùng với Nu Skin. Và một cái lời kêu gọi thì tụi anh cũng rất là mong rằng là có sự kết nối và hợp tác của những anh chị em nghiêm túc ở khắp thế giới. Như đây này, anh đi vào đây thì anh muốn giới thiệu cho các anh chị này. Tụi anh thì đang sinh hoạt ở thị trường Mỹ, và trong thị trường Mỹ đây là bức tường những người làm 1 triệu đô la. Thì các anh chị thấy là ở đây có Tony và Trâm Tạ, chúng ta thấy có Andy Lowe và Thanh Phan, chúng ta có thấy Tuấn và Mai Nguyễn, chúng ta thấy Phượng Lê, chúng ta thấy là An Nguyễn, Kiều Đào, rồi chúng ta thấy còn một vài tên nữa mà không biết ở đâu rồi, thị trường của Mỹ. Ok, có một số người Việt rất là thành công cùng với Nu Skin trong thời gian qua, và đó một cách nào đó để chứng minh cái kết quả làm việc của mình. Tức là đây là một cái công việc mà người thật, việc thật, và nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả lớn. Một lần nữa cũng muốn nói thêm đó là dĩ nhiên là tụi anh chẳng có dụ được ai cả, đúng không? Tại vì làm hay không thì do quyết định của mỗi người, chứ đâu có, tụi anh đâu có giỏi để mà bắt buộc mỗi người mỗi tháng mua sản phẩm đâu, đúng không? Nếu cái gì nề mặt thì có thể các chị mua tháng, nhưng mà tụi anh đâu có bắt buộc các chị mua hàng mỗi tháng được. Nghĩa là thành công đó thì nó cần cái sự lâu bền, thành công nó cần cái sự chính trực và để làm việc lâu dài và có cái sự quan hệ lâu dài. Đây là bức tường thành đạt của công ty Nu Skin. Các chị thấy không? Đây là không biết là các chị thấy được cái này không? Video nó hơi bị mở, không biết tại sao. Quay lại cái nào. Đây là bức tường thành đạt của công ty Nu Skin. Trong này có team Lê Tuấn Nguyễn, người Việt. Đây không biết là hình ảnh nằm ở đâu. Vợ chồng mình thì cũng may mắn có cái hình nằm trên kia. Okay. Và có rất là nhiều người thành công ở đây. Thành ra là không có gì thật hơn nữa các anh chị. Ok, thành ra là kinh doanh với Nu Skin là một cái mô hình kinh doanh không sở hữu, một cái mô hình kinh doanh của thế kỷ 21 cho phép mọi người có thể làm chủ mà mình không cần phải sở hữu những cái cơ ngơi lớn như vậy. Nghĩa là các anh chị hãy tìm hiểu thật kỹ nhé, và đừng đánh giá khi mà chúng ta chưa hiểu rõ. Và chúng ta cũng phân biệt được là khi đã kinh doanh thì có người thành công, người thất bại. Ít ra trong kinh doanh này đó thì chúng ta không mất mát một số tiền lớn Và ít ra những người như tụi anh thì tụi anh cũng hết lòng hết sức để mà hướng dẫn cho những người nào muốn học hỏi và muốn thành công. Rồi sau đó thì các anh chị hãy tận hết sức mình các anh chị nhé. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp các anh chị. Ok.